Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu là phần tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị, trưa nay ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ngày từ 50 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hà Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ ở Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ từ 12 giờ đến 16 giờ. Ở Trung Bộ từ 10 giờ đến 17 giờ. Nắng nóng gay gắt có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Và ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ nay đến ngày 29 tháng 6, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Sơn La và Hòa Bình ở nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình từ 34 đến 36 độ. Từ nay đến ngày 29 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Vùng Đồng Bằng và Trung Du có nơi nắng nóng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ nay đến ngày 29 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 và từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7, vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ nay đến ngày 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 27 tháng 6 trở đi, đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Từ nay đến ngày 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 27 tháng 6 trở đi có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ nay đến ngày 1 tháng 7, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ nay đến ngày 5 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những bản tin tiếp theo.